Gà bị mất nước, sốc nhiệt, kiệt sức, giảm tăng trọng khi tiếp xúc nhiều với nền nhiệt độ cao. Khác với các loài vật khác, thân nhiệt của gà duy trì ở nhiệt độ 41-42 độ C. Gà không có tuyến mồ hôi, dưới da lại có lớp lông vũ dày, do đó khả năng thải nhiệt của gà kém. Tần số hô hấp tăng, gà háo một thở hổn hển nhằm giảm nhiệt trong cơ thể. Ngoài ra, khoang mũi có khả năng lọc vi khuẩn và bụi bẩn từ không khí vào hệ thống hô hấp. Nhưng khi gia cầm hít thở bằng cách mở miệng do nóng, chúng sẽ bỏ qua hệ thống lọc vi khuẩn này và có thể dẫn đến tăng nguy cơ nhiễm trùng thứ cấp. Ngoài ra, nắng nóng kéo dài cũng khiến gà bị mất nước, mất cân bằng chất điện giải, giảm ăn, giảm tăng trọng, năng suất sụt giảm rõ rệt. Unilite Vit C cung cấp điện giải và vitamin bổ sung cho cơ thể. Unilite Vit C, sự kết hợp hoàn hảo giữa vitamin C, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, các loại vitamin nhóm B cùng các chất điện giải, cân đối, độ ổn định cao. Sự phối hợp giữa các chất điện giải và vitamin C giúp chống mất nước, bù điện giải, chống stress. Bổ sung cân đối các loại vitamin nhóm B giúp duy trì và tái cân bằng các phản ứng trao đổi chất, giúp con vật tỉnh táo tức thì, nhanh chóng vượt qua stress, tăng lực. Cách dùng đơn giản, dễ sử dụng. Pha nước uống 2-3g cho 1 lít nước uống hoặc trộn thức ăn 1kg cho 200-300kg thức ăn. Unilite Vit C giải nhiệt mùa hè không lo nắng nóng.